Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ tư ngày 16 tháng 2 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin công nhân biểu tình liên tiếp và vai trò mờ nhạt của công đoàn. Kinh tế Việt Nam có thể nói đã được xây dựng trên sức của người dân làm thuê cho tư bản. Phần lớn là của nước ngoài nhưng báo chí lại có rất ít thông tin về tình cảnh người lao động vất vả tại Việt Nam. Chỉ khi nào có một biến cố lớn như việc công nhân bỏ chạy về quê trong đại dịch Covid-19 hay đình công, chúng ta mới có chút ý niệm về hoàn cảnh khổ đau của họ. Tác giả Trần đã có bài bình luận về tình cảnh khó khăn của công nhân dẫn đến những cuộc đình công biểu tình liên tiếp xảy ra tại Việt Nam. Tuy nhiên, công đoàn hầu như không có vai trò gì chủ động đối với quyền lợi của người công nhân, làm quá sức, lương quá ít. Vào ngày 15 tháng 12 năm 2021, Bộ Luật Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành thông tư số 18-2021 về việc kéo dài thêm giờ làm việc. Đáng nói là quy định mới không phân biệt công việc bình thường và công việc nguy hiểm, độc hại. Đây là hình ảnh 5.000 công nhân giày da ở công ty Việt Glory ở Nghệ An đang đình công yêu cầu tăng lương. Trước đây, công nhân làm việc nguy hiểm, độc hại tối đa là 48 giờ một tuần, kể cả giờ làm đêm. Cho công việc bình thường, giờ tối đa kể cả giờ làm thêm là 64 giờ một tuần. Nay thì tất cả phải làm việc tới 72 giờ mỗi tuần, tăng giờ làm thêm trong tháng từ 40 giờ lên tới 72 giờ. Những quy định này vượt quá giới hạn mà Luật Lao động năm 2019 cho phép, được ghi ở chương 7 mục 1. Cho tới nay, chưa thấy nhà nước sẽ hợp thức hóa những điều này như thế nào. Liệu người ta cứ im lặng coi những điều khoản trong Luật Lao động như không hề hiện hữu hay sao? Làm việc nhiều nhưng người công nhân được trả lương ra sao là câu hỏi được đặt ra. Lương tối thiểu vùng của họ từ năm 2020 đến nay không tăng, mặc dù giá sinh hoạt ngày một đắt đỏ. Có địa phương là vùng 4 chỉ đạt có 3.070.000 đồng trên mỗi tháng. Họ trông chờ vào khoản tiền lãnh thêm từ việc tăng ca để cải thiện đời sống, bất kể những thiệt hại về sức khỏe, gia đình, giáo dục, con cái. Nhưng quy định mới về tăng giờ làm việc thêm không có những điều khoản nào bù đắp những thiệt hại nêu trên. Ví dụ, không buộc các xí nghiệp phải nâng cao chất lượng các bữa ăn trong căng tin, phải thêm giờ nghỉ giữa ca hoặc tăng thêm ngày nghỉ phép hàng năm để người công nhân có thể phục hồi sức khỏe. Người lao động làm việc cật lực với tiền lương rất thấp, đến một lúc nào đó khi không thể chịu được nữa, họ đình công để đòi hỏi quyền lợi. Đó là điều đang xảy ra tại Nghệ An, Ninh Bình và rất nhiều nơi trong cả nước. Đây là hình ảnh công ty Việt Glory tổ chức đối thoại với người lao động dưới sự chứng kiến của đại diện chính quyền địa phương. Đình công nối tiếp đình công đang diễn ra tại huyện Diễn Châu thuộc tỉnh Nghệ An. Công ty Việt Glory bắt đầu hoạt động từ tháng 11 năm 2019, chuyên sản xuất giày dép với công suất tới 25 triệu đôi mỗi năm. Đây là công ty thuộc tập đoàn Đại Lợi Phổ, chủ là người Đài Loan với quy mô 5.000 công nhân, dự kiến sẽ tăng gấp đôi. Lương căn bản cho công nhân hiện nay là 3 triệu 670.000 đồng. Cuộc đình công lần đầu tiên diễn ra vào ngày 16 tháng 2 năm 2021 sau khi những kiến nghị của công nhân không được đáp ứng. Cụ thể là tăng lương căn bản, thêm phụ cấp, đốc công người nước ngoài không được mắng chửi công nhân. Bảng lương phải rõ ràng các tiết mục, không được ép công nhân làm thêm ngoài giờ. Cuộc đình công lần thứ hai thì bắt đầu từ ngày 7 tháng 2 năm 2022 sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay. Nguyên nhân chính vẫn là tiền lương cơ bản quá thấp, không đủ cho chủ nhân đáp ứng tương xứng từ lần đình công lần thứ nhất. Ngoài ra, công nhân cũng đòi hỏi trả thêm cho các trợ cấp khác. Tôi và mọi người làm việc ở đây gần 3 năm rồi, nhưng không có tiền phụ cấp, lương cơ bản chỉ được có 3 triệu 600 ngàn đồng. Làm quần quật cả tháng, làm thêm giờ, làm cả ngày chủ nhật thì hết tháng chỉ nhận được có hơn 6 triệu đồng, không đủ chi phí cho cuộc sống. Trong khi đó, bảng lương thì công nhân công ty trả không rõ ràng, các khoản phụ cấp thì bị trừ vô lý, nên công nhân chúng tôi mới nghỉ việc tập thể thì yêu cầu giải quyết rõ ràng. Công nhân tên là L chia sẻ trong những đầu nghỉ việc theo một trang tin tức tại Việt Nam. Đây là hình ảnh
ban lãnh đạo công ty Việt Glory buộc phải nhượng bộ công nhân sau một tuần đình công. Đến nay, tới ngày bài viết này, 13 tháng 2, sau nhiều thương lượng rằng co, có tin chủ nhân đã có văn bản đồng ý giải quyết các đòi hỏi của công nhân, kể cả việc tăng lương cơ bản hàng tháng thêm 6%. Tuy nhiên, chưa rõ công nhân có đồng ý trở lại làm việc hay không. Đình công ở Nghệ An chưa tới hồi kết thúc, thì ngày 11 tháng 2 năm 2022 lại xảy ra đình công ở Ninh Bình tại công ty Việt Energy chuyên sản xuất giày da cũng thuộc tập đoàn của Đại Lợi Phổ. 5.000 công nhân kiến nghị giải quyết 21 vấn đề, trong đó có khoản cấm phụ nữ không được mang bầu trong 2 năm đầu tiên, trừ phụ cấp xăng khi công nhân nghỉ phép. Tới nay, kết quả thương lượng là có 11 trên 21 nội dung công ty có câu trả lời đối với việc tăng tiền ăn, tăng phụ cấp xăng, chuyên cần, độc hại, nặng nhọc, sản lượng, công ty Việt Energy hứa sẽ xem xét sau. Vai trò mờ nhạt của công đoàn. Theo pháp luật Việt Nam, các cuộc đình công ở Nghệ An và Ninh Bình đều là không đúng trình tự quy định của pháp luật, là vì tự phát, không có sự tổ chức hay lèo lái của công đoàn. Đây là hình ảnh các đại hội công đoàn luôn được tổ chức hoành tráng, tuy nhiên ít khi công đoàn tham gia trực tiếp đòi hỏi quyền lợi cho người lao động. Nhưng thực tế, công đoàn có khả năng tổ chức công nhân đình công hay không là câu hỏi được đặt ra. Trong quan hệ lao động giữa chủ và người làm công thì công đoàn chủ trương quan hệ lao động hài hòa, ổn định. Có định nghĩa là không đấu tranh quyết liệt, không để đình công xảy ra để các dây chuyền sản xuất không bị ngừng trệ. Hài hòa do đó cũng có nhiều khi đồng nghĩa với nhượng bộ, thỏa hiệp với chủ nhân, xung khắc với bổn phận bảo vệ quyền lợi của người lao động. Chủ trương này bắt nguồn từ chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam. Khi nhà nước muốn ưu đãi những nhà đầu tư bỏ tiền kinh doanh sản xuất ở Việt Nam, đã giảm thiểu chi phí sản xuất cho họ bằng cách kiềm chế giữ tiền lương công nhân ở mức rất thấp, thì trọng tâm của công đoàn không phải là đấu tranh để tăng lương, mà là hoạt động mang tính từ thiện như quà, tiền hỗ trợ các công nhân khi gặp khó khăn. Trong khi đó, việc làm không phải là vấn đề chính yếu, bởi phần lớn các xí nghiệp đều cần nhiều công nhân sau khi công nhân bỏ xí nghiệp, tháo chạy về quê trong nạn Covid-19. Vấn đề cốt lõi của người lao động là tiền lương quá thấp, không được đề cập tới. Trở lại các cuộc đình công ở Việt Glory hay ở Việt Energy, điểm chung là công đoàn chỉ xuất hiện sau khi đình công đã xảy ra. Đây là hình ảnh trong thời tiết mưa phùn giá rét, gần 5.000 công nhân thuộc công ty Việt Glory tại thành phố Ninh Bình vẫn tiếp tục đình công. Mặc dù công đoàn cơ sở đã được thành lập, song cán bộ công đoàn cơ sở hoặc không nắm được tâm tư nguyện vọng của công nhân để giải quyết tận gốc trước khi nổ ra đình công, hoặc lại đứng về quan điểm của chủ nhân để cho rằng công nhân cần phải thông cảm, đồng hành với chủ xí nghiệp. Những ngày đầu của cuộc đình công, chủ nhân nói chuyện trực tiếp với đám đông công nhân bởi họ không có đại diện chính thức. Việc đàm phán này khá rắc rối khi hàng nghìn công nhân ngừng việc, không có tổ chức, mỗi người mỗi ý nên rất khó để có một cuộc đối thoại bài bản. Và kết luận được rút ra sau vụ việc này là như thế nào? Tiền lương tại Việt Nam thì quá thấp là nguyên nhân chính của mọi vấn đề. Hội đồng tiền lương của nhà nước cần ấn định lại mức lương tối thiểu vùng, phải nâng cao đến mức để công nhân có thể duy trì được cuộc sống, bởi các doanh nghiệp dựa vào đó để có thể trả lương cho công nhân. Người lao động cần có khả năng nhạy bén, nắm bắt được những bức xúc của chính mình để có thể thương lượng sớm với chủ nhân trước khi nổ ra đình công. Công đoàn cơ sở với những hạn chế về chính sách tới nay đã không đáp ứng được nhu cầu này. Có tổ chức đại diện, việc thương thảo sẽ không phải diễn ra giữa chủ nhân và đám đông công nhân như trường hợp của Việt Glory. Trên nguyên tắc, nhà nước Việt Nam đã sửa đổi luật lao động cho phép thành lập tổ chức đại diện của người lao động tại doanh nghiệp kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Tuy nhiên, tới nay, đã hơn một năm nhưng nhà nước Việt Nam thì vẫn không cấp giấy phép hoạt động cho bất cứ tổ chức nào. Và cứ như thế, người lao động Việt Nam đã bị chủ bóc lột bằng mọi cách. Kính mời các bạn xem bản tin về hiện tượng nịnh ông Trọng. Họ lấy một số bài viết của người này, người kia và bảo đó là Nhân Dân. Nếu tổ chức thăm dò dư luận một cách nghiêm túc, có lẽ sẽ có đến 99,9% người Việt Nam không đọc và không muốn đọc sách viết về ông Trọng. Tác giả Trần Văn đã bình luận về hiện tượng nịnh ông Trọng
trong hệ thống chính trị và tuyên giáo Việt Nam hiện nay được đăng tải trên truyền thông. Ban tuyên giáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vừa phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức lễ ra mắt cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là hình ảnh lễ ra mắt cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam được tổ chức long trọng. Theo nhiều báo trong nước cũng đăng tải hàng loạt tin tức này. Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy 3 tháng Ban chấp hành Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức lễ ra mắt ấn phẩm liên quan đến ông Trọng hết sức tốn kém và được truyền thông trong nước đăng tải liên tục. Ấn phẩm được ra mắt tổ chức hồi tháng 11 năm ngoái cũng giới thiệu bài viết về một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, kèm theo dư luận trong nước và quốc tế về bài viết của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nói một cách khác, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Phú Trọng chỉ viết có một bài vào hồi tháng 5 năm ngoái, nhưng bài này được chế thành hai cuốn sách. Cuốn đầu tiên thì đính kèm là dư luận trong nước và quốc tế, ca ngợi cá nhân ông Trọng và bài viết đó. Cuốn thứ hai đính kèm 28 bài viết, bài phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng từ khi xây dựng văn kiện đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam cho đến ngày hôm nay. Khoan bản đến chất lượng về nội dung, khoan bản đến nhuận bút, ai cũng thấy chắc chắn chi phí in ấn, phát hành, tổ chức ra mắt cả hai ấn phẩm vừa kể trên với sự tham dự của đại biểu đủ loại ngành, cấp thuộc cả hệ thống chính trị lẫn hệ thống công quyền không hề nhỏ giữa lúc người dân trong cả nước đang rất khó khăn vì đại dịch Covid-19. Ai chịu những chi phí đó là câu hỏi mà dư luận đang đặt ra. Công quỹ, ai tin những ấn phẩm đó có độc giả và quan trọng hơn thật sự hữu ích đến cần phải dùng công quỹ để in? Rõ ràng rút công quỹ tổ chức quảng cáo cho Nguyễn Phú Trọng đang là phong trào trong cả nước. Đây là hình ảnh Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia hôm 1 tháng 9 đã giới thiệu hai cuốn sách Toàn Đảng, Toàn Dân, Chung Sức, Đồng Lòng, Xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc và Đoàn kết, Vững tin đưa đất nước bước vào giai đoạn mới của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hai ấn phẩm vừa đề cập hồi hạ tuần tháng trước, Báo Nhân dân và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật cũng tổ chức ra mắt lễ rầm rộ ấn phẩm không phải là trước tác của Nguyễn Phú Trọng, nhưng mục đích cũng y hệt như thế, đó là ca tụng ông Nguyễn Phú Trọng. Tên ấn phẩm ấy là Niềm tin yêu của nhân dân và bạn bè quốc tế dành cho ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nếu theo dõi phản ứng trên mạng xã hội về ba ấn phẩm ca ngợi ông Trọng được quảng cáo rầm rộ trong 3 tháng, ắt sẽ thấy chẳng bao nhiêu người bận tâm đến nội dung cũng như chất lượng của ba ấn phẩm ấy. Thiên hạ chỉ bày tỏ sự bất bình vì hai lý do. Thứ nhất, tại sao cả hệ thống chính trị, hệ thống công quyền lại xuống vào tâng bốc ông Trọng như vậy? Thứ hai, tại sao ông Trọng lại chống nịnh nhưng lại để điều này xảy ra với mình? Sau khi nhân dân tổ chức ra mắt cuốn Niềm tin yêu của dân dân và bạn bè quốc tế dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Nguyễn Huyền đã gửi cho Việt Nam Thời báo bài Cần nghiêm khắc kiểm điểm Tổng biên tập Báo Nhân dân. Đây là hình ảnh ở Việt Nam đã có đề tài tiến sĩ về hành vi nịnh của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Huệ hồi năm 2015. Lý do, cứ xem lại lịch sử của ngành phát hành sách Việt Nam sẽ thấy là không thể tìm ra những cuốn sách ca tụng kiểu như Niềm tin yêu của nhân dân và bạn bè quốc tế dành Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với tình cảm của người dân trong nước và bạn bè quốc tế. Theo ông Nguyễn Huyền, thì nịnh nọt người đứng đầu đảng là hành vi tiêu cực, cần phải bị xử lý nghiêm khắc. Cũng theo ông Huyền là cần hết sức cẩn trọng với kiểu nịnh nọt bằng sách vở như thế, bởi lúc nào đó nó có thể khiến cá nhân ông Trọng trở nên tự mãn, ảo tưởng về hào quang của bản thân, ngỡ mình là người tài ba xuất chúng. Còn theo một số độc giả của Việt Nam Thời báo thì nguyên nhân cốt lõi nằm ở người khoái được nịnh. Dương Lê cũng nhận định gần giống như vậy rằng thích được nịnh thì người ta mới xúm lại nịnh, người thích nịnh. Trong một cuộc trò chuyện với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ về những sự kiện như đã đề cập, ông Nguyễn Quang A giải thích yếu tố nhân dân trong những tác phẩm được xuất bản để ca ngợi ông Trọng như sau.
Họ lấy một số bài viết của người này, người kia và bảo đó là Nhân Dân. Nếu tổ chức thăm dò dư luận một cách nghiêm túc, ví dụ hỏi ngẫu nhiên khoảng 1.000 người trên toàn quốc, đừng buộc nêu danh tính, thì bức tranh sẽ hoàn toàn khác. Có lẽ sẽ có đến 99,9% người Việt Nam không đọc, không muốn đọc sách viết về ông Trọng. Một số bạn đọc của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ như Chi Lê thì góp ý thêm rằng, muốn biết người ta có ngưỡng mộ mình hay không thì tổ chức bầu cử tự do đi là biết liền. Vũ Phạm Ngọc Linh thì than rằng, đẳng cấp lệnh ở Việt Nam đã được nâng cấp, thối tha mới. Phong Nguyên thì so sánh y chang như ở Trung Quốc. Đây là hình ảnh biếm họa và hành vi nịnh nọt. Tháng 7 năm 2019, hưởng ứng chủ trương chống định bợ lấy lòng cấp trên do bản thân ông Nguyễn Phú Trọng khởi xướng như là một trong những giải pháp để chỉnh đốn đảng. Sau đó được Thủ tướng đương nhiệm lúc ấy đưa vào phương án đề văn hóa công vụ rồi được đưa vào dự luật cán bộ công chức, dự luật viên chức v.v. Tờ báo Quân đội Nhân dân, cơ quan truyền thông hết lòng ủng hộ đảng đã giới thiệu đẩy lùi thói xu nịnh, ngăn chặn mối nguy hại khôn lường. Bài viết vừa dẫn nương theo ý kiến của ông Phạm Minh Chính, lúc ấy là Ủy viên Bộ Chính trị, kiêm trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam rằng nịnh hiện đang là căn bệnh nan y, để báo động về căn bệnh nan y, bệnh nịnh bợ. Nịnh đã biến tướng đa dạng và phát triển với nhiều hình hài, phương thức khác nhau. Không chỉ nịnh bằng lời lẽ ngon ngọt mà còn thể hiện sự nịnh một cách tinh vi, thông qua nhiều kênh, nhiều phương tiện, vật chất, cơ chế, chính sách, v.v. Không chỉ có vậy, nịnh có tác động trực tiếp đến chất lượng công tác cán bộ trong đảng. Một số người được nịnh vì ưa lời ngon, tiếng ngọt, say sưa với cảm giác được làm bề trên nhưng sinh ra sao lòng, thiếu tỉnh táo, mất bản lĩnh, không đánh giá đúng thực chất cán bộ, thiên vị cho kẻ luồn cúi, không trọng dụng cán bộ tốt mà lại tạo điều kiện cho người xấu lấn lướt, lộng quyền, thăng tiến. Hơn thế, người xu nịnh và cán bộ thích nịnh mặc nhiên trở thành cặp bài trùng, có chung lợi ích nên tất yếu dẫn đến phe cánh, cục bộ, gây mất đoàn kết và hình thành lợi ích nhóm. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng nổi tiếng với nhiều phát biểu nổ bom theo kiểu mây đen phủ lên toàn cầu, nhưng mặt trời vẫn đang tỏa sáng ở Việt Nam. Đó là một nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tự diễn biến, tự chuyển hóa, là môi trường thuận lợi cho việc phát sinh ung nhọt, nảy nở tiêu cực, tham nhũng và những biểu hiện tha hóa, biến chất ở cán bộ, đảng viên. Muốn loại bỏ hoàn toàn căn bệnh xu nịnh, giải pháp tương quyết phải bắt đầu từ việc phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp. Nếu người đứng đầu thực sự liêm chính, không thích xu nịnh thì cấp dưới nhất định sẽ không dám giở trò mật ngọt chết ruồi. Người lãnh đạo phải tỉnh táo, biết đánh giá bằng kiến thức, kinh nghiệm và lương tâm đạo đức để xem ai nịnh bợ, ai khen thật lòng thông qua cách thức thể hiện của họ. Khi cấp trên làm được như vậy thì tất yếu cấp dưới sẽ phải giữ gìn sự tự trọng và phép tôn nghiêm kỷ luật, tự giác, tu rèn phẩm chất, năng lực, lấy đó làm thước đo nhân cách và phương thức thăng tiến duy nhất. Thay vì phải xu nịnh, nhiễu nhược, chung với đảng, bất kính với lãnh tụ, thành ra cứ mạnh dạn đem so những nhận định, ý kiến được giới thiệu trên tờ báo này về bệnh nịnh bợ với các ấn phẩm liên tục được xuất bản chỉ để ca tụng ông Nguyễn Phú Trọng, sẽ thấy nhân vật kêu gào, nêu gương là loại gương nào, tốt hay xấu và có phải chính ông đang tự diễn biến, tự chuyển hóa và tự bản thân nịnh mình hay không.